Dùng iPhone mà chưa biết mẹo này thì quá là phí đấy. Theo dõi video mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Đừng quên follow và thả tim cho Smart đấy. Mẹo hay ho đó chính là các bạn có thể thay đổi màn hình mỗi khi bật chế độ tập trung. Đây, để mình sẽ bật cho các bạn xem nha. Bật chế độ làm việc này. Màn hình tự động thay đổi luôn. Đây chính là cách làm. Đầu tiên các bạn vào album ảnh cho mình này. Chọn một bức ảnh yêu thích rồi nhấn vào đây cho mình. Các bạn chọn thêm vào album rồi mình sẽ nhấn vào album mới này. Mình sẽ đặt tên cho album đó, mình sẽ đặt là OK rồi mình sẽ nhấn lưu này. Rồi các bạn trở lại vào tím tắt cho mình. Rồi các bạn nhấn vào phần tự động hóa ở đây. Các bạn nhấn dấu cộng này nhá. Rồi các bạn tạo mục tự động hóa cá nhân ở đây này. Kéo xuống. Các bạn nhấn vào phần cá nhân đi. OK mình sẽ nhấn tiếp. Rồi các bạn nhấn thêm tác vụ này. Nhấn cho mình tìm ảnh. OK các bạn nhấn thêm bộ lọc này. Rồi nhấn vào gần đây nữa. Chọn cái tên album mà mình vừa mới đặt. Rồi các bạn nhấn tìm kiếm ở dưới này này. Các bạn nhấn soạn tập lệnh ở đây. Kéo xuống và tìm cho mình phần đặt màn hình nền nhá. Rồi các bạn nhấn vào cái chỗ này cho mình tiếp. Các bạn tắt cái hiển thị bạn xem trước này đi. Rồi các bạn nhấn tiếp. Các bạn cũng tắt cái hỏi trước khi chạy này đi. OK các bạn nhấn xong. Giờ là xong rồi, các bạn có thể thay đổi màn hình nền mỗi khi bật chế độ tập trung. Quá hay ho phải không nào? Chúc các bạn thành công.